bật tính năng Live ADC trên fanpage chưa bao giờ lại hết hot. Ok, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Huyền nha. Thì Huyền chúc cho mọi người có một ngày thật là vui vẻ và thành công hơn trong công việc cũng như học tập luôn nha. Thì tiêu đề video hôm nay Huyền sẽ chỉ cho mọi người cái cách kiểm tra xem là cái fanpage của mình nó có đủ cái tính năng bật live ADC không nha. Khi mình bật live stream lên á thì mình chạy quảng cáo, thì cái quảng cáo này nó sẽ phân phối đến rất là nhiều người xem luôn. Thì đối với những ai mà hiện tại đang hot, đang nổi tiếng ở trên mạng xã hội, thì khi mà người ta bật live stream lên thì cái số lượng xem của người ta rất là nhiều rồi. Còn riêng về mình thì mình chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà mình bán hàng ít ai biết đến. Thì bây giờ cái cách duy nhất để cho mọi người bán hàng mà nhiều người biết đến hôm nay là mọi người live stream và bật cái tính năng quảng cáo đó lên. Ok, thì trước khi vào video, mọi người cho Huyền xin giới thiệu sơ qua. Thì bên Huyền có nhận tăng like, tăng follow, mở khó bảo mật bảo kê tài khoản vay, chạy quảng cáo. Thì ngoài ra bên Huyền cũng có nhận cung cấp fanpage live ADC hoặc là bật tính năng live ADC trên fanpage chính chủ. Mọi người cần thì cứ liên hệ qua số Zalo của Huyền nha. Thì số Zalo của Huyền là 0398776610. Thì số Zalo này Huyền có để bên góc trái màn hình. Anh em cần thì cần nhắn tin vào số Zalo của Huyền nha. Thì để muốn biết được cái fanpage của mình nó có cái tính năng live ADC hay không, thì bây giờ Huyền sẽ mở lên cho mọi người xem nha. Ok, thì mọi người bắt đầu phát trực tiếp cho mình. Mọi người hãy bấm một cái fanpage, mọi người bấm vào cho mình là phát video trực tiếp. Rồi mọi người bấm phát trực tiếp cho mình. Rồi khi mọi người bấm phát trực tiếp xong, mọi người hãy đăng lên nha. Rồi mọi người bấm cho mình là phát trực tiếp. Thì đây, khi mọi người phát trực tiếp xong, mọi người hãy ra cái trang của mình. Đây, hiện tại là cái video mình đang phát trực tiếp. Rồi mọi người bấm cho mình là quảng cáo bài viết. Ở trên điện thoại thì cũng như máy tính nha mọi người. Ở trên điện thoại thì mọi người cũng chỉ cần bấm vào quảng cáo bài viết thôi. Rồi bấm vào. Đây, nếu mọi người bấm vào quảng cáo bài viết mà nó ra được cái giao diện như thế này là tài khoản của mọi người đang có tính năng Live ADC. Rồi còn những cái tài khoản mà không có tính năng Live ADC, bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ phát trực tiếp ở cái fanpage này cho mọi người xem. Rồi sau bây giờ mình sẽ bấm phát trực tiếp nha. Đây là phát trực tiếp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào quảng cáo bài viết cho mọi người xem nè. Không thể quảng cáo bài viết này. Khi mọi người phát trực tiếp lên những cái tài khoản, những cái fanpage nào mà nó có tính năng là ADC, thì mọi người chỉ cần bấm vào quảng cáo bài viết thì nó sẽ hiện lên, rồi mình chỉ cần nạp tiền vào chạy. Còn những cái tài khoản nào mà nó không có tính năng Live ADC thì khi mọi người phát trực tiếp lên, mọi người bấm vào quảng cáo bài viết thì nó sẽ hiện là không thể quảng cáo bài viết này. Vậy là cái fanpage của mọi người không có tính năng Live ADC nha. Thì mọi người cần bật tính năng Live ADC trên fanpage chính chủ thì mọi người cứ liên hệ vào cho Huyền nha. Mọi người thấy video này của Huyền hay thì nhớ cho Huyền xin một like, một đăng ký kênh. Nhớ ấn vào chuông để theo dõi những cái video mới nhất của mình nha mọi người. Bye.